Em du thuyền 2 tầng đầu tàu đang được xuất bến. Rồi, đang xuất kho. Đây bây giờ đang một đỏ trong nhà ra nhá. Đang ra cổng nha mọi người nhé. Đang là ra cổng. Bây giờ là chưa ra được thì còn phải lại một đỏ nữa. Đang rất chờ đợi ra thật đẹp. Lát nữa thì mới ra được nhé mọi người nhé. Bây giờ là con đường này là nếu mà cua thì hơi bị nhỏ một chút thì giờ đang phải nhờ tay lái vàng đây. Chiếc xe du thuyền 2 tầng đầu rồng này là nói chung là chiều dài của tổng thể là 15m1, chiều cao là trên 3m, 3m3 nhé mọi người nhé. Cho nên bây giờ đi ra cái cổng này đang phải lựa một chút một để mở hết cua sang bên kia, mở hết cua sang bên tay phải để bắt đầu lấy lái sang bên này. Lái một lần nữa. Thuyền 2 tầng đầu rồng đang được tất cả các anh em đang đưa ra khỏi cổng hôm nay xuất đến để ra trình diễn đường phố với mọi người nhé. Bây giờ là đang ra khỏi cổng. Chiếc xe này là dài 15m1 và cao 3m3.
và hiện nay là hệ thống loa âm thanh ánh sáng đã hết rồi, có hết nhưng chưa bật đèn. Đây đang lái ra, đang chuyển ra ngoài. Bên này chặn xe hộ cái. Anh em vào đây chặn xe hộ xa cái, đừng cho vào đây. Đấy, như này là ra được đấy, như này lái này là ra đấy. Đi dài lắm anh ạ. Đó, thế à? Đi à? Đâu? Con này dài nhất rồi. Ra, thế này là ra. Thẳng vào đây này. Xem nó bên cửa bên kia nó thành không nhỉ? Ra được là phải nói là tay lái vàng nha mọi người nhá. Quá giỏi mới ra được. Xe nó dài như thế này, như một cái xe của xe giường nằm. Toàn tay lái vàng. Sắp được rồi nha mọi người nhá, sắp ra thẳng rồi, ra thẳng là được. Ra thẳng là ok. Thẳng luôn. Được rồi đấy. Cứ ra thẳng thôi. Ra rồi, ok rồi. Hiện nay là du thuyền đầu rồng 2 tầng đã ra ngoài được mặt đường rồi mọi người nhá. Anh em đang phát trực tiếp trên live stream của fanpage. Nhiệt liệt Trung thu Tuyên Quang 2024 sẽ được đón một du thuyền là 2 tầng đầu rồng mới nhất và độc lạ nhất của Tuyên Quang năm nay. Hy vọng mọi người sẽ thích thú với cái mô hình này nhá. Ở trên cao kia thì là một cái nơi view cao để mọi người có thể lên trên đó để ngồi ngắm cảnh thành phố ban đêm và check in chụp ảnh. Trên xe thì được phục vụ nước uống, có hệ thống quạt mát và phun sương nhé mọi người nhá. À đây là lái xe Trọng Quyết nhé mọi người nhá. Đây là chủ du thuyền đầu rồng 2 tầng nhé mọi người nhá. À, hiện nay anh đang tập trung lái xe nhé mọi người. Lúc này là trời tối rồi, nhưng mà hệ thống đèn ở trên mô hình là chưa bật lên thôi, vì còn rất nhiều vấn đề còn phải làm thêm. Bây giờ du thuyền đã ra được đến đây rồi và tìm chỗ đỗ gọn gàng đã rồi, bắt đầu chỉnh sửa tiếp. Mười chín giờ 30 tối nay mọi người nhá, sẽ được thưởng ngoạn trên chiếc du thuyền này. Đây, ra thành công, du thuyền ra xuất bến ra cổng thành công, hiện nay đã đứng bên ngoài đường rồi, chỉ chờ giờ đẹp nữa là bắt đầu xuất phát thôi. Hy vọng là đêm nay sẽ với mô hình này mọi người sẽ được trải nghiệm và được ngắm nhìn cái mô hình này nhá, độc lạ nhất của Trung thu Tuyên Quang 2024. Đây là một mô hình có thể nói là độc nhất của Tuyên Quang năm nay.
anh em đã theo du thuyền này từ những lúc từ những ngày bắt đầu từ những thanh sắt để bắt đầu đóng thành cái du thuyền này mọi người nhá. Thế đến hôm nay đã hoàn chỉnh rồi. Thật sự là tay lái của Trọng Quyết, là quá siêu hạng. Nếu như tay lái bình thường không thể ra khỏi cái cổng này. Trong suốt quá trình để đưa du thuyền ra khỏi cổng quá tuyệt vời. Lúc này là trời đã bắt đầu tối hẳn và đèn đường đã bật lên hết rồi. Bây giờ anh em đưa thuyền du thuyền này vào đúng chỗ quy định rồi để áp sát vào đây để gần tạm thời sẽ tắt máy và chỉnh sửa tất cả mọi cái hạ tầng nho nhỏ nữa, ví dụ như lắp thêm đèn này, lắp thêm gạt mưa, và một lát nữa thì sẽ cho chạy máy nổ và bật hoàn toàn ánh sáng của mô hình này lên nhé mọi người nhé. Đầu rồng cũng có thể nhìn thấy luôn. Còn hệ thống âm thanh kia thì đặt ở phía trước mũi này và sẽ tăng cường hai cái xúc bát lên trên nóc thuyền nhé mọi người nhé. Một lát nữa thì mới chuyển lên. Video của mình đến đây tạm dừng lại để một lát nữa hẹn mọi người đúng 19:30 nhá. Xin chào tạm biệt.